Kevin chào các bạn. Ngày hôm nay Kevin sẽ chia sẻ với các bạn kỹ thuật là nhuộm tóc bạch kim chỉ với một lần tẩy gội, ok? Và ngày hôm nay người mẫu của chúng ta như các bạn thấy là một mẫu nam, và với cái tóc của bạn ấy thì trước đây bạn ấy có đắp từng nhuộm một bạch kim, và cái phần ngọn của bạn ấy còn màu trắng và cái phần chân thì hoàn toàn là màu đen như các bạn đã thấy này. Và ngày hôm nay chỉ cần với một lần tẩy gội thôi, Kevin sẽ làm cho mái tóc này sẽ sang từ màu đen level 3 và sang level bạch kim với level full level, ok? Chào mừng bạn đến với Pan Color của Kevin. Và bây giờ là sẽ là cái công thức để chúng ta pha cái dung dịch và cái hóa chất để làm cho cái màu tóc kia trở lên bạch kim trong một lần tẩy, ok? Việc đầu tiên chúng ta cần đó là sử dụng bột tẩy của Aegon. Đây là bột tẩy blue. Nó được cái màu sắc của nó là màu xanh blue, vì vậy nó sẽ triệt đi cái ánh cam và ánh đỏ có trên tóc. Và cái thứ hai chúng ta sẽ sử dụng oxy 40 volume. Và công thức pha như sau: bột tẩy sẽ là 1 và oxy sẽ là 1.5, và chúng ta sẽ trộn cái tỷ lệ dung dịch hỗn hợp này đều lên và đưa lên tóc cho người mẫu chúng ta, ok? Nếu như các bạn dùng ít thuốc thì cái tỷ lệ tóc của các bạn sẽ rất là lâu có thể mà trắng được trong vòng một đợt tẩy. Vì vậy các bạn phải bắt mỏng các cái tóc ra và một lượng thuốc khá là ướt để cho cái tóc nó được bao phủ và kích hoạt cách tốt nhất, ok? Và khi mà các bạn nhuộm với các bạn chú ý hãy cách da đầu một tầm 0.1 phân thôi, đừng có nhuộm trực tiếp vào da đầu bởi vì sẽ rất là dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của da đầu. Và tí nữa cái phần 0.1 phân đấy, tự khắc cái thuốc nó sẽ bùn ra và nó kích hoạt oxy hóa, mà nó bùn ra và nó sẽ làm cho cái phần phía trên tóc nó vẫn đủ sáng, ok? Chúng ta đã trải qua được 40 phút đồng hồ và cái phần thể cô chúng ta có thể thấy nó đã được kích hoạt oxy hóa ra và nó nở ra như là một cái bánh các bạn được đưa vào trong cái lò vi sóng ạ. Các bạn thấy không ạ? Và công việc tiếp theo của chúng ta bây giờ là Kevin sẽ gạt ra các cái phần thể cô này ra để lại 20% cái tỷ lệ thể cô còn lại trên tóc. Và công việc tiếp theo của chúng ta là sẽ đưa thêm một phần thể cô tiếp theo với oxy 30 và đưa lên trên bề mặt tóc, và để thêm 30 phút nữa là chúng ta sẽ được một mái tóc bạch kim như ý, ok? Ok thưa các bạn, và đây là bước 1 chúng ta đã xong với cái công thức tẩy gội một lần. Kevin lưu ý với các bạn rằng chúng ta không xả tóc đi mà chúng ta chỉ gạt thuốc ra và thêm thuốc vào một lần thứ hai. Tuy nhiên lần thứ hai này chúng ta chỉ để một thời gian khoảng 30 phút hoặc là 40 phút phụ thuộc vào sức khỏe của mái tóc. Và tiếp theo đó là chúng ta sẽ đưa một lượng tẩy cô lên trên tóc tương tự như vậy, và chỉ sau 30 phút thôi chúng ta sẽ được một mái tóc bạch kim hoàn hảo, ok? Và bây giờ Kevin sẽ bắt đầu tiếp tục làm với mái tóc này. Ok, và bây giờ Kevin sẽ chia sẻ thêm cho các bạn một số các cái thủ thuật để chúng ta làm tóc bạch kim trở nên tuyệt vời hơn. Cái thứ nhất là khi chúng ta tẩy lần đầu tiên, các bạn đừng có giải gì mà đem đi gội đầu cả, bởi vì các bạn gội và xả tóc đi và các bạn sấy khô và các bạn lại tẩy lại một lần nữa rất mất thời gian, và cái tóc của các bạn ấy nó giống như là nó sẽ bị lạnh đi và bắt đầu các bạn lại kích nhiệt thêm một lần nữa để nó mở ra. Hãy chỉ cần gạt hết tất cả các thuốc tẩy khô trên tóc ra và để lại 20%, sau đó chúng ta thêm một lượng tẩy khô mới vào và để thêm 30 phút nữa là chúng ta sẽ được một mái tóc hoàn hảo.
cái cách đấy là cái cách mà Cambridge đã nghiên cứu và đưa ra ứng dụng và nó rất là tuyệt vời. Và cái phương án tiếp theo là gì, khi chúng ta tẩy xong chúng ta chỉ việc gội đầu một lần duy nhất thôi thì tất cả các cái mái tóc này nó sẽ được trắng từ chân ra tới ngọn, và các bạn chỉ cần chờ trong một giây lát và trong 30 phút nữa thôi thì các bạn sẽ thấy được cái những cái gì Cambridge chia sẻ được các bạn. Ok, các bạn sẽ chờ được 30 phút nha. Ok, thưa các bạn, vào 30 phút sau thì mái tóc của chúng ta đã chuyển sang màu hoàn toàn là bạch kim rồi các bạn. Thì Kevin đã check tóc này cho các bạn xem. Đó, các bạn có thấy không ạ? Rất là trắng ạ. Và bây giờ chỉ cần một nước dầu gội đầu silver nữa thôi là màu này sẽ trở thành màu trắng cướp. Nếu như các bạn muốn trắng đục thì chúng ta sẽ giảm màu silver xuống, mà muốn trắng cướp thì các bạn sẽ tăng màu silver lên. Và bây giờ Kevin sẽ thực hiện nó ở bàn bàn gội. Thưa các bạn cùng xem. Các bạn vào đây sẽ làm một cái bí mật để cho các bạn khử những cái mái tóc màu blonde này sang màu bạch kim. Và đây là một dòng dầu gội đầu có tên là Silver Shampoo. Đây là một dòng dầu gội nó có ánh blue và nó sẽ triệt đi tất cả những cái phần màu sắc vàng dư thừa còn lại trên tóc. Và các bạn sẽ thấy Kevin sẽ làm trên mái tóc này cho các bạn xem. Và chúng ta chỉ cần một lượng ít như này thôi. Các bạn sẽ kết hợp cùng với cả nước và để tạo nên một cái dung dịch hỗn hợp màu xanh. Ok. Kevin lưu ý với các bạn là khi mà gội các bạn sẽ phải gội hai bên mái trước và phần gáy trước để tránh cái hiện tượng là phần bên trên bị xanh quá và phần bên dưới bị còn vàng. Các bạn phải gội cái phần gáy trước. Và các bạn thấy tất cả các cái phần da đầu của người mẫu hoàn toàn bình thường, không hề bị chảy máu, không hề bị đau rát. Đây là một cái công nghệ mà Kevin sẽ nghiên cứu và các bạn sẽ cố gắng làm theo rất là tốt nhé. Hello, Kevin xin được gửi cái tác phẩm này đến dành tặng cho tất cả các bạn. Và với cái công thức như vậy và với cái thời gian như vậy thì các bạn đã thấy kết quả đấy ạ. Một mái tóc trắng từ trong chân ra ngoài gọn, đúng không ạ? Trắng không tì vết và chỉ với một lần tẩy và gội đúng như những gì Kevin cam kết, đúng không ạ? Ok, và chúc cho các bạn thành công với công thức này. Ok. You.